Vâng, lời tiên cho phép Hoàng Duyên xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị lời sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, thì Hoàng Duyên xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị một ca khúc rất là dễ thương, ca khúc 60 năm cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.